rất nhiều hoạt động, các điểm đến thú vị trong dịp đầu năm mới ở mọi miền của Tổ quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với bản Thái ở Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây vốn là một ngôi làng nhỏ, bình dị của người đồng bào dân tộc vùng cao. Trong những năm trở lại đây, bản Thái được nhiều người yêu thích bởi có những trải nghiệm thú vị, gần gũi, đậm đà bản sắc rất riêng của địa phương như ngủ tại nhà sàn hay là tắm lá thuốc. Chào buổi sáng quý vị khán giả, mùa xuân thì đã về trên bản Thái ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Người Thái ở đây thì vẫn lưu giữ được rất nhiều những nét phong tục tập quán truyền thống. Và Tết đến thì mọi người dân sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều những công việc khác nhau để đón Tết. Và một trong số đó là đi để hái một số những cái loại lá để về tắm gội cũng như là làm lễ cầu may cho dịp năm mới. Chào bác ạ. Vâng, bác ơi, những cái loại lá mà mình cần chuẩn bị thì đó là những loại lá gì ạ? Những cái loại cây có gai, ví dụ như là cây bưởi này, cây chanh, cây chanh này, vâng, cây hoa, mấy thứ hoa, hoa mận, hoa đào, đây là cái hoa bóc phón, để đem về để đun lên, xong là cắt tóc, gội đầu để xua đuổi những cái suý quẩy, những cái đen đủi của những năm cũ đi, để đón năm mới. Vâng, với những loại lá của cây có gai như thế này thì người Thái lại có một cách khác để mang lại sự may mắn cho một năm mới ạ. Là cụ thể như thế nào ạ? Để cầu lại may mắn cho gia đình nên là nước vo gạo này thì sẽ tượng trưng cho sự ấm no hạnh phúc của cả năm trong một gia đình. Thế anh có thể vui sướng để mình sẽ thử. Rồi, cảm ơn chị. Như vậy là Bảo An sẽ có một năm mới rất là ấm no và nhiều may mắn. Có thể thấy là bản Thái thì sở hữu cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng cùng những nét văn hóa đậm đà của chốn dẻo cao Tây Bắc đã luôn là điểm đến yêu thích của nhiều người. Và hãy đến với bản Thái ở Mù Cang Chải, Yên Bái để khám phá trọn vẹn nếp sống bình dị và giản đơn của đồng bào vùng cao nơi đây.